Ở video trước chúng ta đã nghiên cứu hai mẫu nến song kiếm hợp bích đầu tiên trong bộ tứ song kiếm hợp bích báo hiệu đảo chiều thị trường, là bộ song nến nhắm chìm tăng và nhấn chìm giảm. Video này chúng ta tiếp tục nghiên cứu hai mẫu còn lại trong bộ tứ song kiếm này. Hy vọng với bộ song kiếm này có thể giúp bạn dự đoán được điểm đảo chiều của thị trường, đặc biệt khi nó kết hợp với các chỉ báo khác thì sẽ cho kết quả dự đoán điểm đảo chiều cực kỳ chính xác. Dark Cloud Cover. Mẫu đảo chiều tiếp theo là Dark Cloud Cover, xem hình 4.24. Nó là một mẫu hình hai cây nến báo hiệu một sự đảo chiều ở đỉnh sau một xu hướng tăng giá, hoặc đôi khi ở đỉnh của một dải hẹp. Cây nến đầu tiên của mẫu hình hai cây nến này là một thân nến trắng mạnh mẽ. Cây nến thứ hai có giá mở cao hơn giá cao của phiên trước đó, có nghĩa cao hơn đỉnh của bóng trên. Tuy nhiên, vào khoảng cuối phiên thứ hai, thị trường đóng phiên gần mức thấp của phiên và bên trong thân nến trắng của phiên trước. Mức độ xâm nhập vào phần thân cây nến trắng càng lớn thì khả năng một đỉnh sẽ xuất hiện càng cao. Nhiều nhà kỹ thuật Nhật Bản yêu cầu sự xâm nhập lớn hơn 50% mức đóng phiên giảm vào phiên tăng trước đó. Nếu cây nến đen không kết thúc thấp hơn nửa thân nến trắng, tốt hơn là đợi thêm sự xác nhận của mẫu hình giảm giá Dark Cloud Cover. Lý do căn bản đằng sau mẫu hình giảm giá này được giải thích dễ dàng. Thị trường trong một xu hướng tăng. Một cây nến trắng tăng giá mạnh mẽ. Tiếp theo là một khoảng trống tăng giá ở đầu phiên kế tiếp. Đến đây, những người đầu cơ giá lên nắm hoàn toàn quyền điều khiển thị trường. Nhưng sau đó không thấy có sự tiếp tục tăng giá. Thực tế là thị trường kết thúc ở gần mức giá thấp của phiên và bên trong phần thân nến trắng của phiên trước. Trong bối cảnh như vậy, những người mua sẽ suy nghĩ lại về vị trí của họ. Những người đang đợi để bán ngắn hạn bây giờ có một điểm chuẩn để đặt một lệnh dừng tại mức giá cao mới của phiên thứ hai của mẫu hình Dark Cloud Cover. Sau đây là một số yếu tố làm tăng thêm độ tin cậy của mẫu hình Dark Cloud Cover. 1. Mức độ xâm nhập của giá đóng thân cây nến đen vào thân cây nến trắng trước đó càng lớn, cơ hội cho một đỉnh càng cao. Thân nến đen của mẫu hình Dark Cloud Cover chỉ xâm nhập một phần thân nến trắng. Nếu thân nến đen bao trùm toàn bộ thân nến trắng của phiên trước thì một mẫu hình Ingun phiên giảm giá xuất hiện. Vì vậy, một mẫu hình Ingun phiên giảm giá có ý nghĩa đảo chiều ở đỉnh hơn. Nếu một thân nến trắng dài kết thúc trên mức giá cao của mẫu hình Dark Cloud Cover hoặc Ingun phiên giảm giá thì nó có thể báo trước sự vận động khác. 2. Trong một xu hướng tăng giá kéo dài, nếu có một cây nến trắng mạnh mẽ, mở ở giá thấp, không có bóng dưới, đóng ở giá cao, không có bóng trên, và phiên sau là một thân nến đen dài, mở ở giá cao và đóng ở giá thấp, sau đó sẽ xuất hiện phiên giảm mạnh, không có bóng trên và bóng dưới. 3. Nếu thân nến thứ hai, thân nến đen của mẫu hình Dark Cloud Cover có giá mở ở trên một mức kháng cự mạnh và sau đó dứt, nó chứng minh rằng những người đầu cơ giá lên không thể điều khiển được thị trường. 4. Nếu vào đầu phiên thứ hai có một khối lượng giao dịch rất lớn, tình trạng quá mua có thể đã xuất hiện. Ví dụ, khối lượng giao dịch rất lớn tại một mức giá mở cao mới có thể có nghĩa rằng nhiều người mua mới đã quyết định nhảy lên tàu. Rồi sau đó thị trường bán tháo. Có lẽ sẽ không quá lâu trước khi đám đông những người mua mới hiểu ra rằng con tàu mà họ nhảy lên là tàu Titanic. Đối với những người giao dịch thị trường tương lai, khối lượng giao dịch cực lớn cũng là một tín hiệu cảnh báo khác. Hình 4.25 thể hiện sự khác nhau giữa mẫu hình Dark Cloud Cover và Ingun phiên. Hai thân nến trong tháng 6 năm 1989 tạo thành một Dark Cloud Cover. Một thân nến trắng dài, tiếp theo là một thân nến đen dài. Thân nến đen mở ở một mức cao mới, sau đó đóng ở gần mức thấp của nó và bên trong thân nến trắng trước đó. Thị trường trái phiếu đã có dấu hiệu giảm nhiệt sau khi có sự đảo chiều ở đỉnh này xuất hiện. Tuy nhiên sự giảm sút mạnh chỉ đến vài tuần đó. Khi mẫu hình Ingun phiên được cụ thể hóa, chúng ta có thể thấy thân nến đen của Dark Cloud Cover bao trùm một phần thân nến trắng trước đó. Thân nến đen của mẫu hình Ingun phiên giảm giá bao bọc toàn bộ thân nến trắng trước nó. Trong hình 4.26 có 3 mẫu hình Dark Cloud Cover được nhận diện. Những tín hiệu giảm giá khác nhau được xác nhận qua mỗi mẫu hình này. Chúng ta hãy xem xét từng mẫu hình riêng lẻ. 1. Dark Cloud Cover 1. Đây là một biến thể của mẫu hình Dark Cloud Cover lý tưởng. Trong Dark Cloud Cover này,
thân nến đen của ngày thứ hai mở ở mức giá cao của ngày hôm trước, thay vì ở trên nó. Đó chỉ là một tín hiệu cảnh báo, nhưng cần được nhìn nhận là như là một yếu tố phủ định. Mẫu hình Dark Cloud Cover này cũng thể hiện một nỗ lực bất thành của những người đầu cơ giá lên trong việc vượt qua mức kháng cự ở mức giá cao giữa tháng 2. 2. Dark Cloud Cover 2. Không kể mẫu hình này, đã có lý do khác cho việc cần phải thận trọng ở mức $21. Một tiên đề kỹ thuật là, một mức hỗ trợ sau khi bị phá bỏ có thể chuyển đổi thành mức kháng cự mới. Điều đó đã xảy ra tại $21. Ghi nhớ rằng mức hỗ trợ cũ $21 đã bị xuyên thủng một lần vào ngày 9 tháng 3, được chuyển thành mức kháng cự. Những nỗ lực bị phá sản thể hiện qua mẫu hình này trong hai ngày đầu tiên của tháng 4 minh họa cho mức kháng cự này. Chương 11 sẽ đề cập đến khái niệm có thể hoán đổi vai trò của mức hỗ trợ và kháng cự. 3. Dark Cloud Cover 3. Mẫu hình này cũng thể hiện đã có một sự thất bại tại một ngưỡng kháng cự được thiết lập ở những mức giá cao cuối tháng 4. Đó là những ví dụ thể hiện mẫu hình Dark Cloud Cover trùng với những mức kháng cự. Khái niệm này thể hiện là những khu vực có sự hội tụ của nhiều chỉ báo kỹ thuật thì càng quan trọng. Đó là tiêu điểm chính của phần 2 của cuốn sách, sự kết hợp của kỹ thuật hình nến với những công cụ kỹ thuật khác. Hình 4.27 chỉ ra rằng trong thời gian đầu tháng 3, Dark Cloud Cover 1 là sự tạm dừng của một xu hướng tăng. Sự điều chỉnh xảy ra suốt tuần sau đó. Hai Dark Cloud Cover nữa được hình thành trong tháng 4. Dark Cloud Cover 2 ngụ ý rằng sự tăng giá mạnh trong 2 ngày có lẽ đã kết thúc. Dark Cloud Cover 3, giữa tháng 4, thì đặc biệt giảm giá mạnh. Trong hình 4.28, chúng ta nhìn thấy giá có xu hướng tăng bắt đầu từ ngày 10 tháng 2 đến khi đột ngột dừng vào giữa tháng 2 với sự xuất hiện của Dark Cloud Cover. Trong nhiều buổi, sau khi trình bày về mẫu hình giảm giá Dark Cloud Cover, không lâu sau sẽ có người hỏi về mẫu đối lập. Có. Và nó được gọi là mẫu hình Piercing. Như đã biết, trong khi Dark Cloud Cover là một sự đảo chiều ở đỉnh, đối lập với nó. Piercing là một sự đảo chiều ở đáy, xem hình 4.29. Nó gồm hai thân nến trong một thị trường sa sút. Thân nến đầu tiên màu đen và thân nến thứ hai là thân nến trắng dài. Thân nến trắng này giá mở phiên rất thấp, dưới cả mức giá thấp của thân nến đen trước đó. Rồi giá cả đẩy cao hơn. Tạo ra một thân nến trắng dài tương đối, đóng phiên ở trên điểm chính giữa của thân nến đen phiên trước. Mẫu hình Piercing tăng giá gần giống với mẫu hình Engulfing tăng giá. Trong mẫu hình Engulfing tăng giá, thân nến trắng áp đảo toàn bộ thân nến đen trước đó. Với mẫu hình Piercing tăng giá, thân nến trắng chỉ lấn át một phần thân nến đen trước đó. Trong mẫu hình Piercing, mức độ xâm nhập vào phần thân nến đen càng lớn thì khả năng một đáy đảo chiều càng cao. Một mẫu hình Piercing lý tưởng sẽ có một thân nến trắng mà đóng phiên cao hơn nửa thân nến đen của phiên trước. Nếu thị trường kết thúc ở dưới mức giá thấp của mẫu hình Engulfing tăng giá hoặc Piercing bằng một thân nến đen dài, thì một xu hướng giảm giá khác lại tiếp tục. Tâm lý học đằng sau mẫu hình Piercing được giải thích như sau, thị trường trong một xu thế giảm sút. Thân nến đen giảm giá củng cố trạng thái này. Thị trường mở phiên sau thấp hơn qua một khoảng trống giảm giá. Những người đầu cơ giá xuống đang quan sát thị trường với sự mãn nguyện. Rồi thị trường bật lên, về phía giá kết thúc phiên trước, nhưng không chỉ dừng ở đó, mà kết thúc rõ ràng ở trên mức đó. Những người đầu cơ giá xuống đang cân nhắc lại vị trí của họ. Những người đang xem xét để mua nghỉ mức thấp mới có thể không giữ được và có lẽ đã đến lúc mua vào. Mẫu hình Piercing cũng có một số yếu tố, từ 1 đến 4, làm tăng thêm độ tin cậy giống như mẫu hình Dark Cloud Cover, nhưng ngược lại, xem lại mẫu hình trước. Trong phần về mẫu hình Dark Cloud Cover, tôi đã đề cập rằng mặc dù nhiều nhà kỹ thuật Nhật Bản yêu cầu sự xâm nhập lớn hơn 50% mức đóng phiên giảm vào phiên tăng trước đó, vẫn có sự linh hoạt trong quy tắc này. Với mẫu hình Piercing, tính linh hoạt không bằng.
cây nến trắng của mẫu hình piercing cần phải đẩy qua được nửa thân nến đen. Lý do cho sự kém linh hoạt của mẫu hình piercing tăng giá so với mẫu hình Dadlau Carver là thực tế trong kỹ thuật của người Nhật có 3 mẫu hình khác. Tên gọi là Onnet, Innet và Thrusting, xem hình 4.30 đến 4.32, có cấu tạo cơ bản giống như mẫu hình piercing, nhưng chúng cần được xem như tín hiệu giảm giá khi thân nến trắng nằm dưới nửa thân nến đen. Như vậy, 3 mẫu hình giảm giá tiềm năng này, hình 4.30 đến 4.32 và mẫu hình piercing tăng giá, hình 4.29, có cùng một định dạng. Sự khác nhau của chúng nằm ở mức độ của sự xâm nhập bởi thân nến trắng vào trong thân nến đen. Với mẫu hình Onnet, thân nến trắng thường là cây nến nhỏ, đóng phiên gần với giá thấp của phiên trước. Với mẫu hình Innet, thân nến trắng đóng phiên ở một mức độ xâm nhập không đáng kể vào thân nến trước, cũng thường là cây nến trắng nhỏ. Mẫu hình Thrusting cần phải là một thân nến trắng mạnh mẽ hơn, dài hơn so với mẫu hình Innet, nhưng đóng phiên vẫn không nằm trên nửa thân nến đen trước đó. Với những mẫu hình này, khi giá vận động dưới mức thấp của cây nến trắng, các thương gia, trader biết rằng đó là thời gian để bán. Lưu ý rằng mẫu hình Thrusting trong hình 4.32 là giảm giá trong một thị trường xuống dốc, nhưng như một phần của một thị trường tăng giá, nên được cân nhắc kỹ. Mẫu hình Thrusting cũng là tăng giá nếu nó xuất hiện 2 lần trong vòng vài ngày. Không quá quan trọng để nhớ từng mẫu hình trong các hình 4.30 tới đến 4.32. Chỉ cần nhớ khái niệm là thân nến trắng cần phải đẩy cao hơn nửa của thân nến đen để gửi một tín hiệu của sự đảo chiều ở đấy. Trong hình 4.33, những người đầu cơ giá xuống thành công rực rỡ khi thị trường xuống đến mức thấp mới vào ngày 27 tháng 4. Được thể hiện qua cây nến đen dài. Ngày hôm sau thị trường mở thấp hơn. Giá mở này trở thành mức giá thấp của ngày và Boeing đóng phiên bên trong thân nến đen của ngày trước đó. Hai cây nến vào ngày 27, 28 tháng 4 tạo thành mẫu hình piercing tăng giá. Hình 4.34 cho thấy một mẫu hình piercing kinh điển trong tuần 26 tháng 3. Hãy lưu ý cách mà thân nến trắng theo sau một thân nến đen dài, rất yếu. Thân nến trắng mở phiên ở một mức giá thấp mới. Sau đó giá tăng mạnh mẽ, đóng phiên giá bị đẩy lên quá nửa thân nến đen phiên trước, đó là một chỉ định mạnh rằng những người đầu cơ giá xuống đã mất khả năng điều khiển thị trường. Thân nến trắng đó là một phiên giao dịch rất sôi động. Nó mở phiên ở mức giá thấp nhất, có nghĩa không có bóng dưới, và đóng phiên ở mức giá cao nhất, không có bóng trên. Lưu ý rằng mẫu hình piercing tăng giá này mang tới sự kết thúc của đợt bán tháo, sell off, bắt đầu với mẫu hình engulfing giảm giá. Ngày 19 và 20 tháng 3. Trên biểu đồ lúa mì này cũng có một biến thể của mẫu hình piercing trong tuần từ 12 tháng 3. Lý do nó là một biến thể bởi vì thân nến trắng có giá mở dưới thân nến đen, nhưng không thấp hơn giá thấp nhất của phiên trước. Dù sao, vì thân nến trắng đóng phiên cao hơn nửa thân nến đen của phiên trước đó đã là một dấu hiệu cảnh báo rằng xu hướng giảm giá trước đó đã kết thúc. Hình 4.35 minh họa cách những biểu đồ hình nến có thể giúp đỡ người phân tích có một cảm giác về sức khỏe của thị trường nhanh chóng như thế nào. Trong tháng 2 năm 1990, có một người môi giới hỏi tôi nghĩ sao về giá lúa mạch. Tôi hiếm khi theo dõi giao dịch lúa mạch. Dù sao tôi cũng xem xét biểu đồ giá của lúa mạch và nói với anh ấy rằng xu thế giảm sút đó có lẽ đã kết thúc. Tại sao? Tôi đã lưu ý anh ấy rằng trong tuần từ 20 tháng 2, một mẫu hình piercing kinh điển xuất hiện. Tôi cũng thấy mẫu hình piercing này trùng với một lần test thành công những mức giá thấp đầu tháng 2. Điều này làm tăng thêm cơ hội cho một đáy đôi, double bottom, được tạo thành. Hình 4.36 minh họa xu thế giảm sút, bắt đầu với mẫu hình engulfing giảm giá cuối năm 1984, chấm dứt vào giữa năm 1987 với sự xuất hiện của mẫu hình piercing. Mặc dù thị trường không phục hồi giá sau tín hiệu đảo chiều ở đáy này, nhưng nó cũng dự báo sự kết thúc của áp lực bán tháo đã kéo thị trường đi xuống từ cuối năm 1984 đến giữa năm 1987. Sau mẫu hình piercing, thị trường trở nên ổn định trong vòng một năm và sau đó tăng giá trở lại.
các bạn vừa nghe xong chương 4 của quyển sách biểu đồ hình nến Nhật Bản. Tiếp sau đây chúng ta sẽ nghiên cứu về hai mô hình song kiếm hợp bích, còn lại là mô hình mây đen bao phủ, Dark Cloud Cover, và mô hình xuyên thấu, Bullet Piercing Liner. Mô hình Dark Cloud Cover hay Bullet Piercing Liner. Dark Cloud Cover hay còn gọi là Bullet Piercing Liner là một mô hình xu hướng đảo chiều xảy ra tại đỉnh của một xu hướng hoặc một vùng giá đi ngang. Nến đầu tiên là một nến tăng dài và nến thứ hai là một nến giảm dài. Nến thứ hai mở cửa trên đỉnh của nến thứ nhất và có giá đóng cửa trong thân của nến thứ nhất. Một định nghĩa ít chặt chẽ hơn là nến thứ hai chỉ cần mở cửa cao hơn giá đóng cửa của nến thứ nhất thay vì giá đỉnh. Theo nghiên cứu của Nissan Sơ, 1991, p. 44, nhiều nhà phân tích kỹ thuật cho rằng nến giảm cần phải đâm xuyên qua và đóng cửa ở mức nhiều hơn 50% thân nến trước đó. Với những ai đã biết mô hình Bullet Engulfing, Bullet Piercing Liner thực ra là mô hình Bullet Engulfing không hoàn hảo, vì nến giảm thứ hai của mô hình Bullet Engulfing đâm xuyên và đóng cửa nhiều hơn 100% thân nến tăng đầu tiên. Diễn biến tâm lý mô hình Bullet Piercing Liner. Tâm lý thị trường của xuyên thấu giảm được giải thích như sau: thị trường đang đi lên thì một nến tăng mạnh xuất hiện và tạo ra đỉnh mới. Ngay tiếp theo có một khoảng gap tăng và lại tạo một đỉnh mới, do đó phe mua đã hoàn toàn nắm thế chủ động. Tuy nhiên, thay vì giá tiếp tục đi cao hơn, giá bắt đầu đi xuống và giảm rất mạnh rồi đóng cửa dưới mức 50% của thân nến tăng đầu tiên. Về bản chất, đỉnh mới của xu hướng tăng trước đó đã bị bác bỏ, bên bán có đủ lực để nắm lại quyền kiểm soát. Các đặc tính của mô hình nến Dark Cloud Cover. Các đặc điểm làm tăng độ quan trọng của mô hình Dark Cloud Cover được phát biểu như sau. Nến giảm thứ hai càng đâm xuyên vùng giá của nến tăng thứ nhất sâu bao nhiêu, cơ hội phá đỉnh sẽ cao hơn. Nguyên nhân, quan sát sự phản kháng của nến giảm thứ hai với nến tăng thứ nhất. Nến thứ hai càng đâm sâu vào vùng giá của nến thứ nhất thì lực bán của bên bán càng mạnh. 50% là sự loại bỏ một nửa bên mua. 100% là sự loại bỏ hoàn toàn bên mua, do đó phần trăm đâm xuyên nến càng lớn thì bên bán chống lại xu hướng tăng càng mạnh. Vùng kháng cự mạnh bị đâm thủng khi nến thứ hai mở cửa trên vùng kháng cự nhưng giá sau đó giảm và đóng cửa dưới vùng kháng cự. Nguyên nhân, sự phá ngưỡng giả trên vùng kháng cự là dấu hiệu của bên mua cho thấy họ đã thất bại và điều đó chứng tỏ vùng kháng cự vẫn còn hiệu lực và cho phe bán sự tự tin để bắt đầu vào lệnh bán. Khối lượng giao dịch lớn tại giá mở cửa của nến giảm thứ hai. Nguyên nhân, nếu khối lượng giao dịch lớn tại giá mở cửa sau một gap tăng của ngày trước đó, có nhiều trader sẽ đặt lệnh mua. Khi giá bắt đầu di chuyển ngược chiều, nhiều trader đặt lệnh mua trước đó sẽ gặp rắc rối và có thể bắt đầu bán. Một mô hình mây đen bao phủ bị vô hiệu nếu có một nến sau này đóng cửa trên giá đỉnh của mô hình mây đen bao phủ. Khi đặt lệnh bán dựa trên mây đen bao phủ, Nissan, 1994, p. 71, đề nghị đặt dừng lỗ tại đỉnh của mô hình mây đen bao phủ. Ngược lại, nếu giá tăng cao hơn đỉnh của mô hình mây đen bao phủ, ông đề nghị đặt lệnh mua phá ngưỡng vì mô hình đã không còn hiệu lực và xu hướng tăng trước đó vẫn còn tiếp tục. Kết hợp hai nến trong mô hình mây đen bao phủ bằng nến bắn sao. Khi hai nến trong mô hình mây đen bao phủ được hợp lại, mở cửa tại nến thứ nhất và đóng cửa tại nến thứ hai, thành một nến duy nhất sẽ tạo ra nến bắn sao, có nghĩa là xu hướng giảm. Biểu đồ minh họa mô hình nến mây đen bao phủ. Một ví dụ điển hình của mô hình mây đen bao phủ được thể hiện ở biểu đồ trên của Heltrantra Sapphire ETP Server. Trước khi có mây đen bao phủ, xu hướng tăng đã diễn ra trong một tháng. Ngày đầu tiên của mô hình xuyên thấu giảm là một nến tăng dài có giá đóng cửa tạo một đỉnh mới cho xu hướng tăng. Ngày tiếp theo là ngày thứ hai của mô hình xuyên thấu giảm, mở cửa trên đỉnh của ngày đầu tiên. Đây là một đỉnh mới của xu hướng tăng. Tuy nhiên, sau giá đỉnh này, giá đảo chiều trong ngày đâm qua 2/3 của nến tăng đầu tiên. Kể từ đó, xu hướng giảm tiếp tục trong một tháng. Dark Cloud Cover xác nhận đường kháng cự. Một vài tuần trước khi xuất hiện mô hình đâm nhọn giảm, giá của Enery Sapphire ETP Seller thiết lập một vùng kháng cự, thể hiện bằng đường màu xanh ở biểu đồ trên. Đây là một dạng điển hình của mô hình mây đen bao phủ, một xu hướng tăng diễn ra bao gồm một nến tăng tạo ra một đỉnh mới cho xu hướng tăng gần đó. Tuy nhiên, nến tăng không vượt qua vùng kháng cự.
Ngày tiếp theo, ngày thứ hai của mô hình mây đen bao phủ, có gáp tăng cao hơn và tiến hành tấn công vùng kháng cự nhưng vẫn không phá được vùng này. Phe bán đã loại bỏ 85% nến tăng trước đó. Sau khi mô hình đâm nhọn giảm được xác nhận, xu hướng giảm ngày càng rõ ràng hơn với gáp giảm liên tục trong 3 nến tiếp theo tạo ra những đáy mới. Mô hình nến xuyên thấu, Bullish Piercing Pattern. Mô hình nến xuyên thấu là mô hình báo hiệu xu hướng đảo chiều thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm. Nến 1 của mô hình là một nến giảm mạnh, nến 2 là nến tăng mạnh với giá mở cửa bên dưới giá thấp nhất của nến 1 và đóng cửa bên trong thân nến 1. Theo Stever Nielsen, nến 2 nên đóng cửa quá nửa thân nến 1, độ tin cậy của mô hình sẽ cao hơn. Với những bạn đã quen thuộc với mô hình nến nhận chìm tăng, Bullish Engulfing. Mô hình nến xuyên chính là phiên bản chưa hoàn chỉnh, trong đó nến 2 trong mô hình nến nhận chìm tăng buộc phải đóng cửa qua khỏi thân của nến 1. Trong mô hình nến xuyên thấu, cây nến lớn giảm mạnh, nến 1 xác nhận xu hướng giảm vẫn đang tiếp tục tạo đáy mới. Nến 2 mở cửa với khoảng nhảy giá giảm, bên bán vẫn đang áp đảo thị trường. Tuy vậy, thay vì xuống thấp hơn, giá bắt đầu vươn lên xóa sạch hơn nửa quãng đường giá đã giảm do phe bán tạo ra vào phiên trước đó. Điểm cần chú ý ở đây là đáy mới của xu hướng giảm trước đó đã bị bật ra và phe mua đang sẵn sàng để kiểm soát thị trường. Mô hình nến xuyên thấu mất hiệu lực nếu nến tiếp theo sau mô hình phá vỡ được đáy của nến 2. Đối ngược với mô hình nến xuyên thấu là mô hình mây đen tre phủ, Dark Cloud Cover. Các đặc điểm tăng độ tin cậy cho mô hình nến xuyên thấu. Các đặc điểm giúp tăng độ tin cậy dưới đây được trích từ quan điểm của Stever Nielsen. Nến 2 càng đâm xuyên vào vùng giá của nến 1 bao nhiêu, mô hình càng mạnh bấy nhiêu và nó sẽ càng giống với mô hình nhận chìm tăng, Bullish Engulfing. Giải thích, bằng việc xem sự tăng điểm của nến 2 như việc từ chối đợt giảm giá của nến 1, sự tăng giá của nến 2 do đó nếu càng mạnh. Càng đâm xuyên vào vùng giá của nến 1 thì càng chứng tỏ áp lực mua vào càng lớn. Đâm xuyên 50% là một nửa áp lực bán bị từ chối. Đâm xuyên 100% nghĩa là áp lực bán hoàn toàn bị từ chối, nến 2 càng đâm xuyên vào vùng nến 1, áp lực mua càng cao thể hiện khả năng từ chối xu hướng giảm càng mạnh. Ngưỡng hỗ trợ quan trọng bị đâm xuyên khi nến thứ 2 mở cửa bên dưới nhưng sau đó giá vươn lên trở lại và đóng cửa bên trên ngưỡng hỗ trợ. Giải thích, một cú phá ngưỡng thất bại khi giá thất bại trong việc phá vỡ ngưỡng hỗ trợ là dấu hiệu cho thấy bên bán đã thua và xác nhận ngưỡng hỗ trợ vẫn được duy trì. Việc này sẽ gia tăng thêm sự tự tin cho bên mua để bắt đầu một đợt tăng giá mới. Khối lượng giao dịch lớn kết hợp với nến 2 tăng mạnh. Giải thích, nếu khối lượng giao dịch lớn vào thời điểm mở cửa sau khi giá tạo gap down, khoảng nhảy giá giảm, từ nến 1, sẽ có rất nhiều trader kỳ vọng và muốn tham gia vào đợt giảm giá tiếp theo. Khi giá bắt đầu quay ngược, các trader này sẽ cảm thấy bối rối và họ buộc phải bù lỗ bằng cách đặt lệnh mua vào để đóng lệnh bán. Hay nói cách khác, tiếp thêm sức mạnh cho giá tăng cao hơn. Kết hợp các thành phần trong mô hình nến xuyên thấu bằng nến búa, hammer. Kết hợp cả hai nến trong mô hình nến xuyên thấu, như hình trên, sẽ tạo ra mô hình nến búa, với giá mở cửa của nến búa là giá mở cửa của nến 1. Giá đóng cửa của nến búa là giá đóng cửa của nến 2, và như vậy ta có thể xem tín hiệu này là một chỉ báo tăng giá mạnh. Ví dụ mô hình nến xuyên thấu. Biểu đồ cho ví dụ này thuộc về chỉ số Silver ETP, Silver. Trước mô hình nến xuyên thấu, xu hướng đang giảm trong khoảng 1,5 tháng. Nến 1 trong mô hình là nến giảm mạnh sau khi đóng cửa đã tạo thêm đáy mới cho xu hướng giảm. Nến tiếp theo đó mở cửa bên dưới giá thấp nhất của nến 1. Việc này đã lại tạo thêm đáy mới cho xu hướng giảm. Tuy nhiên, sau đó giá quay ngược tăng trong hầu hết thời gian còn lại của phiên và đóng cửa ở khoảng 2/3 thân nến 1. Kết quả dẫn tới một tháng tăng giá ngay sau đó. Mô hình nến xuyên thấu xác định ngưỡng hỗ trợ. Một vài tuần trước đó, biểu đồ giá Energy Supplier ETP, SLE, tạo ra một ngưỡng hỗ trợ được mô tả bằng đường kẻ màu xanh. Nến 1 trong mô hình nến xuyên thấu tạo thêm đáy mới cho xu hướng cũ, nhưng nến 1 không thể đi sâu đến vùng hỗ trợ. Cây nến tiếp theo xuất hiện gap và cố gắng đẩy giá xuống sâu thêm nữa để chạm vào vùng hỗ trợ. Tuy nhiên, bên bán thất bại khi cố gắng đâm xuyên và phá vỡ vùng hỗ trợ.
Bên mua đã hoàn toàn áp đảo bên bán, sau đó bằng việc đẩy giá lên 2/3 thân đến 1, giá bắt đầu tăng và tạo nên xu hướng mới sau đó. Video đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký kênh để chúng tôi có thể hoàn thành những phần tiếp theo của quyển sách. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.